Vâng, Kiểu Lô xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và rất vui mừng tiếp tục về thêm một lô loa nữa phục vụ anh em. Một loa thương hiệu đẳng cấp đến từ Anh Quốc, đó là DK Đan Kinh. Đây là dòng loa bắt 25 cho những bác nào chơi form ở gia đình với không gian nhỏ từ 20, 25 và 30 m2. Và cái điều quan trọng ở trong clip này thì giới thiệu đến các bác, đó là dòng loa sử dụng driver, đó là bát neo. À quên, xin lỗi, bát thường tép neo anh nhá. Bát thường tép neo DK KH10. Tiếng dòng này thì rất là hay rồi, các bác biết rồi. Tiếng DK thì cực kỳ hay, tiếng tép sáng tơi, bát sâu. Đấy. Và số lượng về rất là khủng cho các bác anh em tại kho của Miro. Và ngoài ra đây là sử dụng dòng loa 2N thì bên Hiếu Minh vừa về một dòng loa là ra đồng trục OK10. Thì số lượng dòng này về ít hơn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 đôi thì báo cáo các bác ấy thì chắc là Hiếu Minh cũng xả luôn. Giá tốt để cho anh em săn hàng các nhá. Thì nói đến DK, những phân khúc hiện tại, những phân khúc đời mới bây giờ ấy, thì các mua sản phẩm đời mới bây giờ thì đa số sử dụng chỉ có là tép thường, bát thường thôi. Vì dòng leo ấy thì bây giờ nó rất là ít, rất là hiếm. Và những dòng leo này thì nó đời thường sẽ đời khoảng 13 đến 15, đời khoảng 2013 đến 2015 hoặc 2012. Nó cũng dao động khoảng độ 7-8 năm rồi. 7-8 năm, 8-9 năm rồi. Nhưng cái điều quan trọng là những đôi loa về em thường trạng rất là đẹp, phụ anh em các bác. Đáp tuyến loa còn đẹp, nhưng hôm nay hàng về nó còn sắp tối nơi rồi, em không quay để review chi tiết nội thất được. Nhưng đối với dòng loa này em đã bán quá nhiều lần rồi, nhưng chia sẻ với các bác, đối với dòng loa này thì biết tại sao bên em bán rất nhiều các thương hiệu, rất nhiều các hãng khác nhau, nhưng em rất chuộng hàng bãi. Bản thân các bác cũng thế thôi, đi mua hàng rất chuộng hàng bãi, vì báo cáo bác thì hàng bãi thì nó cái chất của nó ra ấy, nó bền, nó lì. Đây, vũ như một đô la DK hôm nay giới thiệu bác sử dụng tem neo đây. Tem neo đây thì người ta đã chơi được 6, 7, 5, 7, 8 năm rồi, nhưng đến tay các bác cái tiếng nó cho ra nó vẫn đều, tiếng nó không bị xuống tiếng thôi nha. Nó khác với dòng sản phẩm OEM, sản phẩm nhái đang trôi nổi thị trường thì chỉ chơi đến năm đầu, năm thứ hai đã bắt đầu tiếng nó xuống rồi. Đấy, nó khác biệt, nó chỉ là cùng là chơi loa, nó chỉ khác biệt đúng cái đấy tại sao mình vẫn chuộng hàng bãi. Tất nhiên là đối với sản phẩm loa chính hãng, đôi loa tem neo này các bác bỏ tiền ra mua đâu đó khoảng 20 triệu một đôi thì các bác có điều kiện thì nó là điều tuyệt vời, em không cấm được. Và đó là cái mỗi người có cái khả năng tài chính riêng, nhưng đối với đánh đa số với tài chính cũng như là với tài chính của người dân Việt Nam mình thì đa số các bác vẫn hướng đến mua loa như ở đây là cái phân khúc người ta sử dụng rồi để giá nó êm hơn, được khoảng 6-70%, các chơi dễ dàng phối ghép mà được loa xịn. Đấy, những gì em chia sẻ giữa hàng bạ, giữa hàng xịn với hàng OEM, giữa hàng xịn với hàng nhái nó sẽ khác nhau, đó là độ chất cũng nhé. Đang nói về độ chất đấy, chưa nói về cái tính năng khác. Thì báo cáo biết thì hôm nay thì cũng báo giá luôn cho các bác trong clip này. Thì đối với dòng loa đồng trục ngày hôm nay thì số lượng có ít thì em xả luôn trong clip này, đỡ phải quay một clip riêng. Thì biết những đôi đồng trục này bát 25 này, cái đồng trục này nó chính là loa phun chép kèn nhé. Nó sử dụng là một bát và một chép kèn, nhưng nó sử dụng là đồng trục các bác nhá. Chắc các anh em chơi rồi các bác biết rồi. Thì đối với dòng loa đồng trục này, cái điều quan trọng cái dòng của DK này, cái thùng của nó ấy là thùng gỗ. Thùng gỗ vì nó đánh đồng trục nó đánh rất là mạnh, tiếng bát rất sâu, nên bắt buộc nó phải sử dụng là thùng gỗ, chứ nó phải thùng gỗ ván ép các nhá, nó phải sử dụng dưới lện như các dòng loa thông thường khác. Thì đối quả loa đồng trục này trên thị trường anh em đang bán đồ gió giá khoảng độ là 4,5 triệu đến 4,8 triệu một đôi. Thì trong riêng ngày hôm nay số lượng em về chỉ có 6 đôi thôi. 6 đôi. Vì có ít thì em sẽ xả, còn số lượng nhiều thì em san. Số lượng nhiều em sẽ san ở trong cơ sở miền Nam. Để nghe biết thì từ Tết chỉ thời gian chỉ còn khoảng gần 2 tháng nữa để các bác mua hàng, nhập hàng, các bác mua sắm cho những thiết bị âm thanh chất lượng và giá thành hợp lý thì các bác nhanh tay nhá. Và những lô la chất lượng này em đang gom, em đang tập kết về để phục vụ anh em cũng các bác. Thì lô la này em đang chào bán mức giá là nhanh tay nhá. 3,8 triệu một đôi các bác nhá. 3,8 triệu đôi, các bác nhanh tay nhá. Cơ hội đẹp xuất sắc các bác nhá. Hàng nguyên chất bát trở về đẹp xuất sắc, thì bây giờ em chưa vệ sinh thì nó có thể bám bụi biếc một tí, vì đây là tháo ba sàn ra thì nó ở đây nó có bám hơi bám bụi tí, thì em sẽ vệ sinh sau. Đây bác nhìn độ nhạy nó này. Đây. DK OK 101, công suất là 200W, có cái đánh ở âm ly 506 cũng được nhá. Độ nhạy lên đến 121 dB. Độ nhạy rất cao, độ nhạy mắc là 121 dB, dòng này độ nhạy cao vì nó sử dụng đồng trục, đánh độ phả rất là rộng. Những bác chơi những đồng trục này bác biết rồi. Và số lượng về rất là ít và hiện tại cũng rất là ít luôn. Có 6 đôi thì em xả luôn, giá tốt để anh em săn hàng, các bác săn hàng. Còn những cặp loa ở bên dưới là những đôi loa DK KH10
số lượng về nhiều thì em sẽ không để xả được, vì là hàng bây giờ không có hàng về nữa. Vì là số lượng nhiều em sẽ san ra hai cơ sở bán. Số lượng này em về cũng khoảng xích sắt 30 đôi của anh em nhé, xích sắt 30 đôi. Đấy, số lượng cực khủng, nhà em biết thì tính em là bán theo lô. Vụ như em bán hết lô này một lẻ lẻ một hai đôi em bán xả lốt, nhưng vì là về nhiều là em cũng không để bán thế được. Và từ giờ đến Tết hàng cũng không về nữa đâu các bạn, nên các bác nhanh tay nhá. Thì đối dòng loa Bass 25 sử dụng driver Bass neo tem neo này, hiện tại bên Hiếu Minh em, Hiếu Minh đang chào bán mức giá là 6.500.000 đồng một đôi. Trên các một số đơn vị khác đang bán mức giá 7.000-7.500.000, thì em Hiếu Minh đang chào bán mức giá là 6.500.000 đồng trên một đôi đó nhá. Đấy anh em nhanh tay ạ. Người thật việc thật tại kho của Hiếu Minh Auto. Hàng về liên tục, các lô hàng chất lượng, những dòng loa em nhập về các bác ý, là những dòng loa thương hiệu đàng hoàng. DK này, đấy, TB này, đấy, JBL này, đấy, B3 này, đấy. Là những em nhập ở đây là tại sao em muốn là nhấn mạnh các bác là mua những sản phẩm thương hiệu này, thì các bác mua những sản phẩm thương hiệu chính hãng này thì khi các bác có mua đi bán lại, bác dùng chán chê vài năm thì bán đi nó vẫn được có giá, và giá nó sẽ luôn cố định, nó giữ giá hơn những sản phẩm tên lạ khác bác nhá. Đấy, đối với các trường bãi có lưu ý cho em đấy, tại sao em lại vẫn nhầm đến những sản phẩm thương hiệu vậy, mà những sản phẩm thương hiệu nhập giá nó cũng căng, những giá nó cao đấy bác nhá. Thì bác lưu ý đối dòng loa đồng trùng này cũng chưa không gian chơi từ 20-25 mét vuông, còn đối với dưới đối dòng neo thì nó sẽ độ phủ rộng hơn là 20-25 đến 30 mét vuông bác nhá. Thì cái giá em đang chào bán 3.8 triệu, bác mua bây giờ bác không đủ tiền mua ở đôi BB, không đủ tiền mua ở đôi BB, hay những dòng loa có tên tuổi lạ lạ hoặc khác các bác cũng không đủ tiền để mua được một đôi đấy, mở cái dòng này sử dụng đồng trục, cái tiếng chép kèn nó ra tiếng rất là hay, phê, tiếng bass sâu đấy. Còn bên dưới là dòng loa sử dụng driver là tép neo, tiếng sáng sạch trong, bass sâu. Đối dòng DK nó sẽ thiên về cái tiếng bass, nó uy lực các bác nhá, uy lực đấy. Thì dòng DK sử dụng tép neo là em có về hai model, thì sử dụng một model nó là các bác mua sắm nhiều biết rồi. Một model là UK10. UK10 thì nó có cái công tắc đảo cầu này. Ôi nhá, công tắc đảo cầu này. Đấy. UK10. Đấy. Số là 300, tầm trung là 600, đại là 1200. Và một mẫu là cũng là 300, nó DKK12. Thì đối hai model này về cơ bản như nhau, nhưng cái dòng này thiết kế cầu và hậu đen thôi, một dòng hậu vàng. Thì hậu vàng chiếm phần đa. Cái hậu đen này em về được hình như có mấy đôi? 2-3 đôi thôi. Một clip em nhá, hình thông báo anh em trên kênh, các bác có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ đơn vị Hero nhá. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhá.